Rồi, ok, mình qua part 3, question 11 to 15. Complete the 5 conversation. Là mình sẽ hoàn tất 5 cái đoạn hội thoại ha. Ở đây là cái mẫu hội thoại thôi các bạn. À, nó có thể nó không có dính gì với nhau hết. Cho nên các bạn chỉ cần chọn sao mà cho nó match được giữa cái câu hỏi và cái câu trả lời mà nó khớp, nó đúng là được rồi ha. Ok, number 11. I like a cup of coffee, please. Tôi muốn một tách cà phê. À, vui lòng cho tôi một tách cà phê. Vậy thì ở đây nè, mình order, mình xin, mình kêu người ta mang cho mình tách cà phê, hoặc là tôi thích muốn một tách cà phê. Ví dụ bồi bàn ra hỏi, vậy ông bà muốn uống gì? À, tôi muốn tách cà phê. Thì lúc đó yes I do là không hợp rồi. I like that là cũng không đúng, chỉ còn of course. À, tức là vô trong tình huống này là gì? Chắc đi lại nhà bạn nè. Vừa ngồi xuống cái ê, cho xin tách cà phê đi ha. À, thì bạn nó nói dĩ nhiên rồi, ok of course. Đương nhiên rồi, đối với nó là tách cà phê dễ dàng ha. Ok, rồi, tiếp tục. Trina is a businesswoman, isn't she? Ở đây là câu hỏi đuôi ha. Tức là ở trước này, mình có một cái ca dạng bình thường. Cái sau đó mình đảo trở lại. Isn't she? Tức là she, Rani, is a businesswoman. Rồi ở đây đảo lại nè. Isn't she? Tức là các bạn dịch cái này các bạn chỉ thêm chữ phải không vô nữa là thôi là xong ha. Tức là Rani là một cái nữ doanh nhân, phải không? Phải vậy không? Thì như vậy, where do he work là sai giới tính rồi. Đang she tự nhiên cái he. No she can là không phải luôn. Phải no she isn't nữa thì còn có lý một chút ha. Như vậy ngay chỗ này chỉ cần I think so. Rồi, vậy câu C ha. Rồi, tiếp tục. Câu 13, Minsk isn't in Russia. Minsk này viết hoa. Như vậy nó là một cái địa điểm hoặc một cái tên riêng. Thì như vậy chắc chắn. Bên đây nè, does it have to be? Không hợp nghĩa. Isn't it somewhere? Nó không phải ở một nơi nào cả. Cũng không được. Vậy là where is it then? Vậy nó ở đâu? Nó không ở Nga thì nó ở đâu? Rồi, câu 14, do you agree with me? Rồi, bạn có đồng ý với tôi không? Do you agree with me? I haven't. Certainly not. No, I'm not. Thì chỉ còn certainly not. Đương nhiên là không đồng ý rồi. À, còn nếu mà cái trường hợp ở đây nè, I know mà I don't thì được. No, I'm not là sai. Bên đây động từ thường, bên đây lại xin mượn lại là to be. Câu 15, the train has just left. Xe lửa vừa mới rời đi. Rồi, where did they arrive? Họ đã đến. Khi nào thì họ đã đến? Không đúng. Ở đây xe lửa chứ không phải hỏi gì họ là sai cái ngôi luôn ha. Rồi, ide another one, có một cái chuyến nào khác không? À, tức là chiếc xe lửa này mình lại tình huống này chắc đi lại ga tàu mà trễ xe lửa này. Đi lại thì thông báo thì cái người gác tàu ta nói xe lửa vừa mới rời đi rồi. Mình mới đứng mình hỏi vậy còn chiếc nào khác không? Còn chuyến nào khác không? Rồi where are your seat, có lên được xe đâu mà hỏi where your seat, where our seat. Rồi vậy thì câu B hả? Ok, xong.